Xin chào tất cả các bạn à, mình mới vừa thiết kế một cái cây ATM rất là đặc biệt. Đây là cây ATM kể chuyện cười. Và bây giờ mình sẽ ấn vô cái nút này thì cây ATM này nó sẽ kể một trong những cái câu chuyện cười mình làm chúng ta sẽ thiệt sự là rất là đau bụng đó. À, bây giờ mình sẽ bấm cái nút play này ha các bạn ha. Rồi mình yêu cầu cái máy ATM, bây giờ hãy kể cho tôi nghe một cái câu chuyện hết sức là mắc cười đi nè. Lên mạng đưa tiền đi má. Ê, chết cha, mình có bị lộn cái ATM cà khịa rồi.